Xin chào các bạn, thì hôm nay mình muốn làm clip để so sánh giữa dùng bàn chải điện Horabi vùng với những cái loại bàn chải thường như thế này. Giờ thì mình sẽ sử dụng bàn chải thông thường trước. Đây là bàn chải của Touré Dolan. Và đây là kem đánh răng. Cái này là tăng tốc độ làm trắng. Thì với lượng kem này, thông thường với bàn chải thông thường thì các bạn sẽ thường là đánh là như này. Đánh răng theo một phương pháp đúng thì các bạn là dùng bàn chải và xoáy ngang như này, thì như các bạn nhìn thấy đấy, thì mình vừa di chuyển vừa xoáy bàn chải. Với hai nữa, cái phần đầu bàn chải ở phía bên trong này bạn sẽ không thể là xoáy và đánh được những cái răng ở trong hốc như này ha. À, là những cái răng hàm như thế, nhưng bạn nhìn thấy là bạn rất khó đánh, vì vậy mảng bám sẽ tập trung ở răng hàm ở bên ở các mặt răng hàm bên trong này của bạn. Nếu như mà các bạn đánh bàn chải ngang như này mà không phải là xoáy tròn thì nó sẽ bào mòn cái phần chân răng và cái bề mặt men răng của các bạn. Đấy là cái bàn chải thường nhé. Cho dù bàn chải rất là xịn đến đâu hay là đầu nhỏ và nó làm như nào thì cái cấu tạo của nó cũng không thể nào mà giúp mình đánh ở những cái phần khó được. Với hai nữa là cái phần mà mình xoay, cái tốc độ xoay nó cũng không mạnh và không nhiều. Vậy cái phần những cái kẽ răng này của mình nó sẽ cũng khó mà có thể đánh vào được bên trong. Còn đến bây giờ mình sẽ sử dụng bàn chải điện của Orambi Vitality. Đây là đầu bàn chải của mình. Với một cái thân bàn chải như này bạn có thể sử dụng cho 2 người hoặc 3 người, và bạn chỉ cần thay các cái đầu bàn chải khác nhau. Thì đây là bàn chải, đầu bàn chải của ông xã mình và đầu bàn chải của mình. Các bạn có thể xem cách mà Vitality hoạt động như thế nào. Đấy, như các bạn thấy thì với Vitality mình chỉ cần là di bàn chải đi rất nhẹ nhàng và bàn chải nó tự đánh tròn. Cái đầu thanh này nó nhỏ, và hai nữa cái động cơ của nó quay tròn liên tục. Nó sẽ dễ dàng là bạn chỉ cần đưa cái đầu bàn chải vào và cái bàn thân, cái phần bên trên này. Đây các bạn nhìn thấy. Nó sẽ tự xoay xoay tròn liên tục, bản thân nó xoay tròn rồi. Và bạn chỉ cần đưa vào nó sẽ đánh sạch hết từ tất cả mọi cái kẽ răng của bạn cho đến cái răng hốc ở trong cùng, ở phía trong má này. Cái phần góc này, với bàn chải thường bạn sẽ không thể nào đánh được vào khu vực đấy. Thì với Vitality nó vẫn xoáy tròn và đánh tất cả các cái bề mặt và góc cạnh răng là như nhau. Thì như bạn thấy tất cả phần răng của mình, hay cả răng hàm ở phía bên trong cũng không hề có cái đường chỉ đen, hay là khi mình đánh răng xong mình đưa lưỡi thì tất cả những cái mảng bám là các bạn có thể cảm nhận luôn, là nếu như trong một ngày các bạn không đánh răng thì nó sẽ bám vào các cái bề mặt răng như thế nào. Thì khi bạn dùng bàn chải Vitality điện của Orambi xong thì bạn sẽ không thấy là còn cái cảm giác hơi gồ hoặc cái bựa răng ấy, nó bám vào răng nữa.
Cảm thấy mình luôn cảm thấy là đánh xong cái là rất là trơn tru. Và với bàn chải điện Orambi Vitality thì các bạn có thể giảm đến 80, 60 đến 80% những cái thức ăn bám vào gọi là bữa mà lâu ngày mà các bạn lại phải đi nhà sĩ để lấy ra ấy. Đây, đây chính là tác động của Orambi Vitality điện. Nếu như các bạn đã sử dụng thì các bạn sẽ rất khó để quay lại được cái bàn chải thông thường như thế này. Mặc dù bàn chải thông thường cũng có rất nhiều thiết kế và cũng có nhiều những cái rất là đắt tiền. Nhưng mà bàn chải điện Orambi thì bạn cảm thấy sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Như vậy là Goto vừa mới giới thiệu xong với các bạn về bàn chải điện Orambi Vitality. Nếu như các bạn thấy hữu dụng thì hãy đặt hàng qua Goto nhé. Và Goto có website là goto.vn hoặc liên hệ với Goto qua Facebook Shop Goto hoặc theo số Viber Zalo bên dưới. Còn đây là hỗ trợ của kem đánh răng 3D Wild Lux.